Xin chào các bạn nhé. Thường ngày tôi rất hay đi vào khu rừng sâu, vào rừng xanh. Tôi đi vào trong đấy, tôi mặc áo trang phục của dân tộc Dao Thanh Y. Tôi đi quay phim. Tôi chọn những nơi vắng vẻ, những nơi không có ai đến và những nơi có nước sạch. Những nơi yên tĩnh, có tiếng chim hót. Vào khu rừng sâu, tôi vào trong đấy, tôi có một cây gậy này. Thường ngày tôi cứ cầm đi quay, tôi kéo dài ra, tôi cứ một mình quay thôi. Tôi nghèo quá, không có tiền mua máy tính, thì cũng không có tiền mua cái cây gậy ba chân trưởng xuống. Thật là cực khổ. Tiền kiếm thì chưa được, mà tôi cũng một mình đi quay. Nhiều lúc tôi cứ lầm cầm ở trong rừng xanh. Tôi sợ là có ai nghe thấy, có ai nhìn thấy tôi mặc áo trang phục ở trong khe, người ta sẽ giật cả mình, sẽ mất hồn, sẽ nói tôi bị đen. Nhưng cái việc đam mê của tôi thì tôi rất thích. Tôi cũng thích theo đuổi những ước mơ của tôi. Từ nhỏ, mẹ tôi đã từng may cái áo trang phục một cho tôi mặc. 5 tuổi tôi đã được mặc áo đấy rồi, nhưng tôi nhìn thấy cũng rất đẹp. Mái tóc của tôi rất là dài. Mẹ tôi có thể làm cái đầu tóc có cái đơi gà quấn lại, trông rất là xinh xắn. Có cái mũ đội lên đầu màu đỏ tím, có khăn màu đỏ đẩy lên đầu tôi. Tôi nhỏ nhỏ, tôi cũng mơ ước. Sau này tôi lớn lên, tôi ước gì mà mặc áo trang phục chỉnh dính, xem có đẹp không. Mà đến bây giờ tôi vẫn cứ như xưa. Tôi đi vào rừng xanh, tôi cũ ăn. Không phải mà làm công việc đâu, làm công việc làm sao mà mặc được cái bộ quần áo đấy. Thì tôi chỉ lấy cái cũ, tôi mặc, tôi lấy áo trang phục đi tròn cái khe. Không có người đi lại, yên tĩnh. Và tôi là một người phụ nữ thôi, chứ ở trong kênh ấy các bạn nhiều người tôi nói tiếng Dao cứ tưởng tôi là nam, tưởng là nam lấy hình ảnh nữ Dao Thanh Y ra làm đại diện, nhưng không phải. Chính video mà tôi quay chính là tôi, bản thân tôi. Tôi khách trình diễn mà lên. Mong, kính mong các bạn mà ủng hộ và giúp đỡ nhau. Các bạn là sang nhà mình chơi và ủng hộ cho mình. Mình phải đủ 24 tiếng mình mới sang được chơi với các bạn. Có đi có lại, nhưng mà sau khi mình đi xem video của các bạn đủ 4 phút, đủ 3 phút 4 phút trở đi, mình mới bình luận cho các bạn. Mình muốn tốt cho cả hai bên. Trong thời gian tôi làm video YouTube, tôi cũng cố gắng rất nhiều học tập. Tôi cũng không biết nói thế nào.
với các bạn. Ở trong này thì tôi rất mong tất cả các bạn được thành công và may mắn. Mình vào trong đấy lúc đầu cũng chưa quen. Bây giờ mình quen dần rồi, mình cảm thấy rất là vui. Cũng giống như có người lơn lơn tâm sự với mình vậy. Chỉ đi bình luận với các bạn thôi, tôi đã thấy vui rồi. Hiện tại tôi cũng có gia đình. Tôi đã có 2 đứa con. Con tôi cũng đã lớn rồi. Mà tôi ấy chưa bao giờ dám quay gia đình của tôi vào trong đấy cả. Tôi chỉ một mình quay tôi thôi. Sợ không thành công nữa lại ảnh hưởng tới gia đình và tất cả người nhà tôi. Nếu mà không thành công, tôi tự một mình gánh chịu tất cả. Tôi rất sợ sẽ làm cho người nhà tôi xấu hổ. Nhưng mà không có cái gì không làm được cả. Những lúc khó khăn nhất, các bạn nên tìm cách giải thoát. Những lúc mình chán nản nhất, mình cũng nên tìm một thứ gì đó quên đi. Tôi chỉ một mình mang theo trong lòng. Những lúc tôi gặp khó khăn thì tôi một mình, tôi cũng nên tìm cách giải thoát thôi. Còn nhiều lúc tôi chán nản không muốn làm, nhưng những lúc tôi chán nản nhất, tôi lại gương mẫu lên, lại đi quay phim luôn, đi chỉnh diễn, quay video. Và rồi cũng sẽ quên đi hết. Ngày xưa tôi cũng rất là nghèo. Bây giờ tôi cũng rất là nghèo, cũng chưa làm được như người ta. Nói chuyện tôi cũng không dám nói. Không biết tôi từ lúc nào không quan tâm người khác, không nghe ai nói gì sau lưng. Tôi dần dần quen dần, không để ý những thứ xung quanh, mà tôi tập trung làm việc. Đã lâu tôi không giao lưu với bạn bè. Tôi cứ một mình ngày đêm vào YouTube. Nhiều khi tôi buồn, tôi muốn khóc thật nhiều. Tôi không biết trông chờ vào ai, chỉ biết một mình lên núi rộng xanh. Chỉ các bạn, chào các bạn nhé. Tôi rất kính mong các bạn là
đến xem video của tôi đủ 4 phút. Tôi cũng đi thăm các bạn đủ 4 phút. Rồi sẽ tốt cho cả hai. Chúc các bạn ngủ ngon. Và gặp nhiều may mắn nhé.